Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay mình cho các bạn xem một phiên bản đẹp của dòng xe Kia. Đây là phiên bản 2016 Kia Sedona, còn có tên gọi khác là Kia Carnival. Thì phiên bản này cho thị trường Mỹ. Phiên bản 2016 này là thế hệ thứ 3 của dòng xe Kia và đã có mặt ở thị trường Mỹ là từ năm 1998 cho đến nay. Với phiên bản thế hệ thứ 3 thì là bắt đầu từ năm 2014 cho đến nay, thì phần khung gầm cho thế hệ thứ 3 cũng như là phiên bản 2017 nó cũng như vậy nha các bạn. Các bạn xem phần không gian phía trước của phiên bản này có đẹp không? Cái phần lưới tản nhiệt gió rất là lớn nha. Ngoài ra cái cách thiết kế của cái lượng gió ở phía trước nhìn nó rất là hay nha các bạn. Nó có những cái hốc lỗ nè, khác hẳn với những các loại xe minivan đồng hạng nha. Kia. Các bạn xem cái phần cụm đèn ở phía trước nè, dạng LED, chạy về đêm rất là đẹp nha. Đẹp. Thì phiên bản này là model LX, có tới 5 gói tùy chọn nha các bạn. Model LX, EX, SX hoặc là Limited. Thì model L cũng như là model LX á, nó rất là hạn chế phần tiện nghi ở bên trong nội thất, cũng như là cái mâm xe hoặc là những cái tiện nghi chẳng hạn như là navigation, hoặc là túi khí hơi an toàn và cửa mở tự động thì ở phía sau không có là tự động nha cho phiên bản LX này. Phiên bản này ở thị trường Mỹ có động cơ dung tích là 3.3 lít 6 xi lanh cho ra công suất là 276 mã lực. Và mình cũng nghe nói là phiên bản của Kia Sedona có trang bị động cơ là 2.2 lít. Còn về phần nhiên liệu đó các bạn thì là khoảng chừng độ 19 dặm cho một galon ở thành phố và 25 dặm cho một galon ở đường trường. Các bạn biết cái giá của xe này ở thị trường Mỹ là bao nhiêu không? Thì dao động khoảng từ độ chừng 26.000 cho đến 30.000 đô la thì theo cái tùy chọn ở bên trong, cái nội thất cũng như là cái số dặm đã có ở trong chiếc xe nha các bạn. Thế hệ thứ 3 cũng rất là đẹp nha các bạn. Mình thấy cũng khá nhiều chạy ở trên đường phố ở thị trường Mỹ Kia Sedona này. Ở Việt Nam mình có phiên bản này không các bạn? Kia Sedona. Xe này có trang bị hai dãy ghế ở phía sau, các bạn có thể ngồi từ 7 đến 8 hành khách nha. Và phần dãy ghế ở phía thứ hai cũng như thứ ba các bạn có thể gấp lại được. Để mình cho các bạn xem cái mâm xe của phiên bản này nha. Model là LX thì có đường kính là 235/65R17. Cái mâm xe là hộp kim nhôm nha. 4 dĩa, dĩa thắng trước và dĩa thắng sau bằng dĩa. Mời các bạn xem phần cụm đèn ở phía sau cũng như là cái phần đuôi của phiên bản này. 2016 Kia Sedona cũng như là Kia Carnival và model là LX, hạn chế cái phần tiện nghi ở bên trong nha các bạn cho phiên bản LX này. Phần bửa mình có thấy trang bị hệ thống cảm biến va chạm. Sao các bạn thấy có giống những phiên bản ở Việt Nam mình không? Thì phiên bản này được sản xuất ở Nam Hàn, không có trang bị đèn sương mù ở phía trước là vì phiên bản LX. Bây giờ mình sẽ khám phá phần bên trong nội thất của phiên bản 2016 Kia Sedona này. Đây là phần táp lô của cái cửa ở phía trước bên tay trái nha các bạn. Thì nó cũng rất là đơn giản. Cửa như nước khởi động cửa, khóa và là điều chỉnh cái vị trí của cái kiến chiếu hậu bên ngoài. Ở phiên bản này có trang bị cái phần gấp lại được cái kiến chiếu hậu bên ngoài nha các bạn. Hộp số tự động. Bên tay trái mình nhìn thấy có nút để mở cửa nắp xăng bên tay trái, điều chỉnh ánh sáng ở bên tay ở bên trong nội thất. Một số nút này thì với phiên bản LX thì họ không có. Đây là hệ thống trơn trượt, cổng điều hòa gió rất là đẹp. Còn về phần vô lăng thì cũng đơn giản nha các bạn, thì có một số nút tiện nghi để cho các bạn điều chỉnh âm thanh, âm lượng và cũng như điều chỉnh đài radio, cruise control, hệ thống bluetooth. Đẹp tay lái nhỏ gọn nha các bạn. Còn phần ở phía dưới thì đây là cái phần mở cái cốp ở phía trước, đạp thắng chân nè. Ghế thì là tự động nha, ghế tự động bằng vải nỉ
và có trang bị hệ thống ấm này các bạn, sưởi ấm cho hai dãy ghế ở phía trước. Phần hộp số tự động thì có chế độ Eco và đây là parking thôi. Ngoài ra mình nhìn thấy có cổng USB cũng như là auxiliary ở phía trước này để nước uống, hộp để đồ cá nhân cũng khá rộng nha các bạn. Ở phía dưới này mình có thấy cổng điện 12V DC để sạc phone. Còn phần ở trên mui thì mình thấy có một số nút để cho các bạn mở cửa tự động bên tay trái cũng như bên tay phải. Mình bấm cho các bạn xem. Cho nên là bên tay phải. Và mình đóng lại thì cũng bấm nút đó nha các bạn. Và đây là đèn, đèn cho phía trước cũng như là phía sau. Đây là cái switch công tắc để cho các bạn tắt cái chế độ tự động. Và đây các bạn có thể nói vô cho hệ thống Bluetooth. Còn về phần giải trí thì cái màn hình cảm ứng rất là nhỏ nha các bạn, khoảng chừng độ 4 inch. Không có trang bị hệ thống navigation là vì phiên bản này là LX, có chế độ backup camera rất là nhỏ. Setup phone là khá vậy đó các bạn, một số tiện nghi thôi. Phần phía dưới này là những cái nút điều khiển hệ thống máy nóng cũng như máy lạnh thì tự động nha các bạn, độc lập cho phía trước cũng như là phía sau. Và về phần màn hình hiển thị nhỏ gọn và đẹp. Và đây là đồng hồ đo vòng tua của máy cũng như là đo nhiệt độ của máy, đo về cái mức xăng và cái tốc độ cao nhất là 160 dặm một giờ, tính ra km là khoảng 260 nha các bạn. Và họ đã sử dụng được 43.045 dặm như các bạn nhìn thấy đây. Bên tay phải thì có hai cái cốp đựng đồ cá nhân, mình sẽ qua bảng cho các bạn xem. Ghế ở phía trước bên tay phải thì không có trang bị tự động nha, chỉ có mỗi một cái ghế đó là ghế người lái thôi. Ngoài ra đây có thêm một cái cổng để sạc điện 12V ở bên tay phải phía trước. Về phần đựng đồ cá nhân ở phía dưới đó thì rộng, khá rộng nha các bạn. Sách hướng dẫn rất là nhiều, nên cho các bạn xem cuốn sách hướng dẫn của nó nè. Đây là 2016 nè. Về phần bảo hành, đây cũng cuốn sách hướng dẫn của nó đây, rất là dày nha, rất là dày. Wow, tha hồ đọc nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, 2016 owner's manual là cuốn sách hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng những cái đồ bên trong xe này, từ bên ngoài, bên trong nội thất cũng như là máy nó như thế nào, cũng như cách bảo trì đơn giản. Rồi còn về phần thứ hai, cái cốp thứ hai thì nhỏ thôi, các bạn có thể để một số đồ nhỏ ở đây. Trang bị 8 cái túi khí hơi an toàn nha cho phiên bản này. Và có size airbag nè. Rồi ở phía trước, ở trên trần, trên mui. Rồi mình xem dãy ghế thứ hai cũng như dãy ghế thứ ba nó như thế nào nha các bạn. Dĩ nhiên các bạn có thể ngồi được 3 người ở dãy ghế thứ hai này, rất là thoải mái. Có thêm cái phần để cho các bạn để đồ nè. Và để nước ở đây, cũng như là để một số đồ ở đây, nhỏ thôi. Đây nó có những cái nút nè, nhưng mà là xe này với phiên bản LX thì nó hạn chế nha các bạn. Dãy ghế thứ hai này các bạn có thể gấp lại được, để mình gấp lại cho các bạn xem. Ồ, cái này các bạn có thể đi ra đi vô cho những người hành khách ngồi ở dãy ghế thứ ba. Đây là dãy ghế thứ ba này các bạn. Các bạn có thể tháo ra hoặc là gấp lại cũng được. Đây nó có sợi dây các bạn kéo xuống nè. Các bạn kéo xuống thì nó sẽ dốc xuống thôi, cũng như bên kia nha, 40 và 60. Ở đây thì các bạn có thể gấp đây hoặc là tháo cái dãy ghế này ra cũng được, thì chỉ cho hành hai hành khách thôi. Rộng nha các bạn, dạng xe minivan Kia Sedona này khá rộng, 2016. Bây giờ mình cho các bạn xem lại cái phần phía trước của phiên bản 2016 Kia Sedona này có đẹp không các bạn, có giống ở Việt Nam mình không. Khá đầy đủ tiện nghi nha cho phiên bản LX. Chỗ tự động, đây là phần không gian ở phía sau của phiên bản 2016 Kia Sedona này. Rất là rộng nha, rất sâu và rộng. Các bạn có thể gấp ghế này xuống nè, để mình làm thử cho các bạn xem nha. Mình gấp cái phần lưng rồi, bây giờ mình gấp cái này xuống dưới đây luôn. Mình kéo lên đó, dạng giống như là xe Toyota Sienna cũng như các loại xe khác.
các bạn thấy không? Các bạn gấp xuống như vậy đó. Cũng như bên này 60% nè, các bạn cũng gấp xuống. Rồi đây có cách hướng dẫn của họ này các bạn. Tạo ra cho một cái nơi rất là rộng ở phía sau. À, đây là mình nghĩ ra để đựng đồ. Đây các bạn xem đây, mình đứng ở phía sau nhìn lên phiên bản 2016 kia Sedona này. Rộng ha các bạn ha. Rộng. Rồi mình lên trên mình coi cái máy nó như thế nào nha. Kia Sedona. Đây cái máy đang chạy này các bạn. Nghe cũng rất là êm nha, 3.3 lít. Cho các bạn xem cái bảng luôn. 3.3 lít nè. 2016 nha, model of year. 3.3 lít. Đây là phần không gian của cái máy nè, các bạn xem coi có những cái phiên bản này có giống những phiên bản ở Việt Nam mình không nha. 2016 Kia Sedona. Cục chì đây. Bình ắc quy nằm ở phía dưới của cái phần hút gió vô nè. Cái đồ lọc gió ở đây. Phần đầu máy thì nằm bên tay phải nha các bạn. Ở đây họ tháo ra cái nắp đậy ở phía trên này rồi. 3.3 lít, 6 xi lanh, 276 mã lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.